Anh có muốn em lên tiếng chuyện này không? Thôi, lúc nào cũng bị đặt chuyện này chuyện kia. Xong rồi em lên tiếng bảo vệ cho anh thích lắm chứ, nhưng mà đâu có đi về đâu đâu. Em lên tiếng rồi người ta cũng nói em bênh vực anh, bất chấp à? Người ta chẳng muốn tin mấy thứ mình nói đâu. Bởi vậy có những chuyện mình đã im rồi. Nhưng mà đâu có dừng đâu. Cứ mỗi ngày lại có việc mới. Mà toàn là mấy chuyện xảy ra 2-3 năm về trước. Người trong cuộc không có thấy vấn đề gì hết. Đang vui vẻ, tự nhiên giờ bị lật lại, xong bị bóp méo, kể thành hẳn một câu chuyện khác. Rồi lấy cái gì mà chứng minh? Bởi vậy nên em mới im. Nhưng mà em thấy chuyện này em tức lắm. Tại vì cái hình của mình, hôm đó là em bút đồ ăn em gửi qua cho anh, em nhớ là anh nói anh chụp rất là nhiều hình tại vì anh vui, rồi xong anh mới lựa tấm hình rồi anh up lên như vậy. Mà cái chuyện này là người ta đã nói râm ran bao nhiêu lần rồi, người ta nói là mình ăn cắp hình, bây giờ lớn chuyện rồi người ta đăng lên tùm lum tà la như vậy. Em thấy mình đừng có im nữa, bây giờ mấy hình đó mình cứ up hết lên đi anh. Nhưng mà lâu quá rồi, tìm sao em? Bây giờ là 2023. Cái hình đó chắc chắn phải là từ hồi mình mới yêu rồi. Đó là từ 2020, đã 3 năm rồi, làm sao mà còn được? Anh cứ tìm đi, lỡ còn thì sao? Còn em nghĩ cái hóa đơn mà hôm đó em bút đồ ăn chắc cũng còn. Mấy cái chuyện như vậy á. Em bút Shopee à? Dạ đúng rồi. Còn không? Nếu như mà còn thì mình đăng hình gốc lên á, thì rõ ràng đây là cái hình của mình. Mấy cái chuyện kia mình không cãi, tại mình không có bằng chứng. Còn chuyện này có bằng chứng mình cứ nói đi anh. Chứ không việc gì mình cứ phải chịu đựng, rồi cứ phải oan ức như vậy hoài được. Xong rồi mỗi lần vậy em thấy anh đỏ hết người lên. Tìm đi mà anh. Rồi rồi anh biết rồi. Nhưng mà là không còn cũng không có được buồn nha. Này anh, Này anh còn thấy ngày giờ. Rồi bữa đó anh vô trong thang máy, anh nhắn tin cho em là anh vừa vào thang máy nhận đồ. Rồi cái lúc anh lấy đó, cái hình anh cầm lên nè, nguyên cái túi đồ ăn. Rồi toàn bộ những cái hình anh chụp trong cái bữa đó. anh ha, nhờ thói quen lưu giữ hình Anh bây cũng đâu có giờ nghĩ. Còn nghĩ mất rồi á. em thì đâu có nghĩ là anh thích như vậy Thích đâu. chứ, đang tán tỉnh nhau vui luôn chết. Chưa, lúc mà chưa tán đang quan tâm. Quan tâm là thích rồi. Đang quan Suy nghĩ. tâm, sợ anh đi làm đói bụng. Thì à, mà em cũng tìm được hóa đơn rồi nè. Up hết lên đi anh. Mốt á, người ta cũng tiếp tục vu khống chuyện khác. Nhưng mà vậy rồi cả ngày mình đi vòng vòng theo mấy chuyện Không, này à? cái nào chứng minh được mình mới chứng minh. Còn không thì mình cứ làm tốt chuyện của mình. Xui quá à. Anh viết chưa? Rồi bây giờ anh làm cái gì nữa? Viết giờ luôn đi anh.